Thì em đã suy nghĩ về đề nghị của anh chưa? Nhất định phải lên thành phố sao anh? Em ở quê từ bé đến giờ, em sợ mình không quen được với cuộc sống thành phố á. Em yên tâm, đã có anh rồi mà. Em từ bé đã không có bố mẹ bên cạnh, ông bà thì cũng mất rồi. Bây giờ lên ở với anh có thể tiện chăm lo cho em hơn. Hai người ở với nhau chẳng phải tốt hơn sao? Em chỉ sợ một ngày nào đó mẹ quay về không còn tìm thấy em nữa. Em yên tâm, anh vẫn đang tìm kiếm thông tin về mẹ của em mà. Anh tin chắc nhất định chúng ta sẽ tìm được mẹ. Có được không anh? Anh nói thật mà, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được mẹ. Em không phải lo về điều đấy đâu nhá. Dạ vâng, vậy thì em sẽ nghe lời anh. Phải thế chứ, phải thế mới đúng là người yêu dễ thương của anh. Tốt rồi rồi, mai anh sẽ về để đón em. Em chuẩn bị đồ đi nhá. Vâng ạ. Vào đi. Giám đốc, có một nhóm người Việt Nam trốn thoát khỏi casino ở vùng biên giới. Trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi, có hình dáng giống như là người chúng ta đang tìm kiếm sếp ạ. Nhóm người này bỏ trốn khỏi casino sau một thời gian bị đánh đập tàn nhẫn và bóc lột sức lao động ạ. Họ đã cùng nhau bỏ trốn sang biên giới nước ta. Đã được đồn biên phòng tìm thấy ở khu vực phía Bắc ạ. Trong đó có hai người phụ nữ lớn tuổi. Hai người phụ nữ này sau khi rời khỏi đồn biên phòng thì không nhớ gì về xuất thân hay là có giấy tờ tùy thân gì hết ạ. Được rồi, tốt lắm. Phải có cho tôi thông tin địa chỉ của những người này. Có xong báo lại cho tôi biết, nhớ chưa? Dạ vâng. Có thông tin, em sẽ báo lại ngay ạ. Em chào sếp. Nếu như mẹ đã về Việt Nam, vậy thì tại sao bà ấy lại không quay về nhà? Tại sao bà ấy không đi tìm gia đình? Từ bây giờ, em chỉ việc ở nhà và chăm lo việc nhà thôi. Còn việc khác, để anh lo. Dạ vâng. Em sao thế? Em lại nghĩ về chuyện của mẹ à? Thì từ nhỏ đến lớn, em bị thiếu thốn tình thương của mẹ. Suốt ngày phải chịu sự gièm pha của họ hàng, làng xóm. Em chỉ hy vọng một ngày nào đó mẹ có thể quay trở về và bù đắp tình thương cho em thôi. Em yên tâm, có anh ở đây rồi. Anh sẽ giúp em tìm mẹ nhá. Cảm ơn anh. Thôi, bây giờ mình cũng mệt rồi, anh đưa em vào phòng nghỉ nhá. Đi thôi. Anh ơi, anh chỉ giúp tôi đường đến chợ với hả? Đường đến chợ à? Được. Cũng xa đấy. Hay là thế này đi, cô lên xe, tôi đèo, tôi lấy rẻ cho. Cô lên xe đi, để tôi đèo. Thế cũng được ạ, cảm ơn anh. Đây, mũ này. Của anh này. Cô mới đến khu này à? Nhìn cô lạ lắm. Anh quen hết mọi người ở khu này à? Ngày nào tôi chả chở mấy bà giúp việc ở bên này đi chợ. À, mà chợ ở bên kia kìa, còn đây là khu nhà giàu. Mà cô làm giúp việc cho nhà nào đấy? Lương ổn không? Tôi không phải là giúp việc. Tôi lên đây để chơi với bạn trai thôi. Cái nhà mà cuối ngõ cổng màu vàng ấy. Nhà cổng vàng à? Ừ. Nhà cổng vàng có phải là nhà của giám đốc FVM không? Nhưng mà sao tôi nhìn cô ăn mặc... À, tại vì tôi ở dưới quê, ăn mặc cái này nó quen rồi. Trời ơi, mấy ông giám đốc á, chủ tịch toàn lừa người thôi, cô đừng có tin người quá đấy. Nhưng mà bạn trai của tôi tốt với tôi lắm. Tôi và anh ấy quen nhau từ thời còn sinh viên cơ, lúc đó hai đứa cũng chẳng có gì. Tình yêu của cô đẹp thật đấy. À mà, của tôi hết bao nhiêu vậy? Thôi, lần đầu cô đi xe tôi,
tôi miễn phí cho. Mà tí nữa cô về thì ra đây tôi đợi cô nhé. Ui, như thế làm sao được ạ? Làm phiền anh quá. Ui giời ơi, có gì đâu. Mấy cái bà giúp việc ở khu này nhờ tôi chở đi suốt mà. Xong tôi toàn đứng đây đợi họ này. Dạ vâng, thì làm phiền anh. Anh ngồi đây đợi tôi một lát nhá. Tôi đi một tí rồi tôi quay lại ngay. Cô vào đi. Alo, hôm nay em có đi đâu không? Hay là tí nữa anh đưa em đi ăn nhé? Ôi, em không quen ăn ngoài hàng. Khi sáng em có đi chợ mua ít đồ ăn. Lát nữa xong việc, anh về nhà ăn với em nhé. Yên tâm, nhận định anh sẽ về sớm nhé. Xin lỗi với. Xin lỗi cái gì? Áo này của tôi đắt như thế, bà va phải tôi, bẩn hết cả áo rồi. Bà định như nào? Cô ơi, cho tôi xin lỗi, cô bỏ qua cho tôi nhá. Cái vết bẩn này về cô giặt là sạch ngay ấy mà. Giặt cái gì mà giặt? Này, áo này đắt như thế, mỗi lần giặt ấy là mất hết giá trị của nó rồi. Bà bảo giặt là giặt kiểu gì? Cô ơi, cô cho tôi xin lỗi nhá. Cô thông cảm cho tôi. Kim! Cô ơi, cho tôi vào. Cô tha cho tôi nhá, cho tôi xin lỗi. Được rồi, mà đi đi, lằng nhằng. Rau một mắt to mà nhìn. Vâng ạ, tôi cảm ơn cô. Này, cái món nợ của mấy thằng xã hội ấy, mày tính như nào đấy? Mày phải thư thư cho tao thêm mấy hôm nữa chứ. Đi làm ship này được có mấy triệu một tháng. Mày bị ngủ à? Bọn nó tìm đến tận nhà rồi đấy. Tao không thích dây dưa mãi đâu. Tìm cách mà trả nợ đi, nếu không á bọn nó xử cả hai luôn đấy. Biết rồi, mãi. Này, thái độ kiểu gì đấy? Thế mày nợ hay tao nợ? Thì ít nhất mày phải thư thư cho thêm mấy tao một thời gian nữa chứ. Bây giờ ấy, tao có việc này cho mày làm. Vừa trả được nợ, vừa có được mối làm ăn ngon. Làm gì? Bọn sòng bạc với cả mấy cái nhà chứa ấy, nó đang cần người đấy. Bây giờ kiếm đứa nào ngon lành cành đào vào, bứt sang đấy. Cái gì? Bán người á? Đách làm đâu, lớ ngớ đi tù cả lũ đấy. Này, thế mày có muốn có tiền trả nợ không? Thôi, tao đách làm đâu. Tao vừa mới ra tù được có mấy năm, bây giờ bảo lại á, chịu, không làm đâu, thôi đi đây. Cái thằng này. Chịu. Thằng ngu này nữa. Cơ hội kiếm tiền đến tận mặt rồi còn không làm nữa. Nó nghèo còn sĩ. Anh đứng ở đây à? Tôi biết giờ này cô đi chợ, nhưng tôi đợi cô ở đây đấy. Tôi cảm ơn anh nhá. Nhưng mà sao mặt của anh bị làm sao vậy? Bị ai đánh à? Thôi, để tôi vào trong, tôi lấy thuốc, tôi ra bôi cho anh nhá. Không cần đâu. Không cần làm sao được, anh cứ đợi tôi một chút nhá. Xong rồi đấy, chắc là 1-2 hôm nữa anh sẽ khỏi thôi. Thuốc này nhà tôi hiệu nghiệm lắm luôn ấy. Cảm ơn cô, chúng ta đi nhá. Cảm ơn anh. Có chuyện gì vậy anh Kim? Cô chờ tôi chút. Đây rồi, con Danh cướp chồng tao rồi. Đây là khách của tôi. Cướp chồng cái gì mà cướp chồng? Mày đứng màn tà mồm nhá. Chính mắt tao nhìn thấy chúng mày vừa đi vừa ôm ấp nhau. Định qua mặt tao à hả? Con Danh này, mày có biết nó đã có vợ con rồi không mà mày còn dám ve vãn nó hả? Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là khách đi xe ôm thôi, không có liên quan gì đến anh ta cả. Hiểu nhầm á? Thế này là hiểu nhầm à hả? Sao còn thôi nữa không? Cái này là anh ấy bị thương, tôi thương tình cho nên tôi mới băng bó cho thôi. Chứ giữa tôi và anh ấy không có mối quan hệ gì. Mày câm mồm lại,
tao nói cho mày biết nhá. Tại mày mà nó về nhà đánh đập chửi bới vợ con, thế cho nên ý, hôm nay tao phải bắt được tận tay chúng mày tắm tiệu với nhau như thế này đấy. Này, cô đừng có mà nói hàm hồ nhá. Tôi không biết anh ta là ai, tôi cũng chẳng biết cô là ai. Cô đừng có mà mang chuyện gia đình ra đây mà dọa nạt tôi như vậy. Mày còn già mồm nữa à? Đã cướp chồng người khác rồi mày còn định già mồm nữa chứ gì? Được rồi, thế thì ngày hôm nay ý, tao sẽ cho mày biết thế nào là trà xanh, thế nào con cấp thứ 13 nhá. Danh này, cô làm gì đấy? Bỏ tôi ra! Tới đi bây giờ! Mày hét đi! Mày thử hét to lên để xem có ai nghe thấy mày không? Bây giờ chúng mày còn diễn trò trước mặt tao nữa à? Thế thì ý, chúng mày nằm đây với nhau luôn đi! Lên! Lên! À, bỏ tôi ra! Diễn giỏi phết đấy! Bớt câu chuyện lại, bày trò ít thôi. Này, tao làm như thế này ấy là tại ai? Nếu mà không phải tại mày ấy, tao phải khổ như thế này à? Xách nó đi. Mà nhớ nhá, chúng mày mà bép tép chuyện này với ai ấy thì đừng trách tao đấy. Lan Anh! Lan Anh ơi! Lan Anh! Giờ này cô ấy có thể ở đâu được nhỉ?
tao nói với mày rồi, đừng có đụng đến tao, nếu không ấy sẽ không yên đâu. Tại sao cô phải làm như vậy? Tôi đã nói với cô là giữa tôi và anh ta không có mối quan hệ gì cơ mà. Tôi chỉ là khách đi xe ôm thôi. Làm gì có đứa nào tự nhận mình đi cấp thẩm người khác không? Tao bảo này, bây giờ ấy, tao đưa những cái ảnh này lên mạng, chắc là thằng chồng giám đốc của mày sẽ vui lắm đấy nhở. Cô, tại sao cô phải làm như vậy? Giữa tôi và cô không hề có thù oán với nhau cơ mà. Thì bởi vì mày cướp chồng của tao, như thế được chưa? Tôi đã bảo với cô là giữa tôi và anh ta không có mối quan hệ gì cả. Tại sao cô nhất định không chịu tin nhở? Bây giờ phải đợi đến lúc mà tao nhìn thấy chúng mày quấn quýt nhau ở trên giường thì tao mới tin được à? Mày có biết lúc đấy tao sẽ làm gì không? Tao sẽ cho chúng mày đi gặp ông bà ông vải luôn đấy, chứ không phải nằm đây con chó này đâu. Thế bây giờ cô nghĩ tôi có thể dễ dàng phản bội chồng mình như vậy à? Chồng tôi là giám đốc của một công ty lớn, còn anh ta chỉ là một người lao động bình thường thôi, lại còn chẳng có tí nhan sắc nào cả. Vì gì tôi phải phản bội chồng tôi để đến với anh ta chứ? Thì bởi vì mày là cái loại lẳng lơ, là cái loại dơ bẩn, chỉ để cho bọn đàn ông ấy nó giải quyết nhu cầu thôi. Mà bây giờ ấy, chắc là thằng chồng của mày nó buồn lắm đấy nhở? Tự nhiên con vợ lại biến mất. Tao bảo này, tao phải cho nó biết cái cảm giác mà nhìn người mình yêu thương phải sống trong sự đau khổ day dứt là như thế nào. Nhá. Cô mà giám đốc đến anh ấy, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu. Alo, Lan Anh, em đang ở đâu? Vâng ạ. Tôi xin lỗi. Cuộc họp ngày mai xin phép được hoãn lại. Bao giờ có lịch thì tôi báo lại cho anh. Dạ vâng. Dạ. Giám đốc, em đã liên hệ với bên công an rồi, họ sẽ cho người cùng chúng ta tìm kiếm cô Lan Anh ạ. Thôi được rồi, bây giờ có thông tin gì phải báo ngay cho tôi, nhớ chưa? Dạ vâng, em biết rồi ạ. Ai? Cơm nước gì chưa? Mà ngồi vênh váo đấy. Muốn ăn thì tự đi mà nấu. Mẹ kiếp, mày làm sao đấy? Sao suốt ngày mày chỉ có ăn với anh Huệ là giỏi đấy? Này, hôm nay lại to mồm phết đấy nhở? Mày có tin ấy, tao cho mày hết đường ăn luôn không? Mà tao bảo này, hay là bây giờ xuống bếp cởi trói cho con kia, bắp nó lên nấu cho mình ăn. Mày bị điên à? Bây giờ cởi trói cho nó ấy, nó đi báo công an, có mà đi du lịch ở nhà đá luôn đấy. Mày bị làm sao đấy? Chẳng phải là mày đang giữ ảnh nóng của nó còn gì? Bây giờ nhá, mày chỉ cần lôi ra, tôi bắt nó phải nghe theo ý mình. Mới lại nhá, đây còn là đất nhà mình, thì nó chạy đằng chơi. Mà tao không hiểu sao, đến bây giờ mà bên kia vẫn chưa liên lạc lại với mình. Đợt này biên phòng đang làm gắt, không vượt biên được đâu. Bọn nó bảo ấy, khi nào mà an toàn, bọn nó dẫn mình đi. Hay là bây giờ mày đi xuống bếp gạ nó hầu mình đi, tao cũng đói lắm rồi đấy. Vợ ơi trẻ con, chả được cái sự rồi. Cô Lan Anh, cô Lan Anh. Anh Kim, anh đến cùng tôi à? Tôi không cứu cô được, tôi xin lỗi. Con mụ ấy nham hiểm lắm, tôi mà cứu cô nó sẽ giết cả hai người đấy. Cả cái làng này toàn là đàn em của nó thôi, đến cả tôi vẫn phải nghe lời nó cơ mà.
Nhưng mà cô ta là vợ của anh mà. Sau khi lấy cô ta về, tôi mới biết cô ta là loại người như thế nào. Trước mắt, cô cứ giả vờ nghe lời cô ta. Tôi sẽ nghĩ cách sau. Giả vờ nghe lời cô ta hả? Nhưng mà tôi phải làm gì? Làm người hầu cho tao. Sao? Nếu như mà mày ngoan ngoãn nghe lời tao ấy, thì tao sẽ coi như là trừ nợ cho mày. Sau một tháng, tao sẽ thả mày ra. Còn nếu như mà không ấy, tao sẽ up clip của mày lên, để cho thằng chồng của mày và cả cái thế giới này biết được trên người mày có bao nhiêu cái nốt ruồi. Cô, đây là địa bàn của tao, đến một con ruồi ấy cũng không chạy được đâu. Thế cho nên là nếu mà biết điều thì tao sẽ nhẹ nhàng. Còn mày nữa, mày mà thả ra ấy thì cái ghế này cũng là của mày luôn đấy. Đi nấu cơm đi. Nhìn cái gì? Quả kia là như nào đấy? Mày đầu tư chỉ để dọa nó thôi à? Đầu tư cái đầu mày ấy. Này, bỏ đứng đấy từ sáng, chắc là đến đòi nợ đấy. Còn chết đi, chết một mình đi, đừng có lôi ra theo. Bây giờ mà đợi bên kia đến đón người thì không biết đến lúc nào. Giờ tính sao đây? Tao có cách đấy. Nói. Chồng là giám đốc đúng không? Bây giờ ấy, xin đều ít tiền đi. Xong rồi cho nghe giọng để biết nó còn sống, thế là được. Được không đây? Nhưng nó phát hiện ra thì sao? Đến lúc mà nó phát hiện ra ấy, thì mình cũng đưa người sang kia được rồi. Sao cái gì? Alo. Bọn tao đang giữ vợ mày. Nếu muốn nó toàn mạng trở về ấy, thì mày phải chuẩn bị cho bọn tao 500 triệu. Còn nếu mày báo công an ấy, thì tao sẽ đưa cả vợ mày đi chầu Diêm Vương cùng luôn đấy. Cái gì? Các người là ai? Vợ của tôi đâu? Tao cho mày một ngày để chuẩn bị tiền hoặc là nhận xác nó. Được, được, được. Tôi sẽ chuẩn bị tiền. Nhưng mà bây giờ các người phải cho tôi biết được là vợ tôi an toàn hay không chứ. Vợ tôi đâu? Alo? Alo? Mày cởi trói nó đi. Thức ăn rồi, đưa tiền đây tôi đi mua. Này, chưa đi mua thức ăn à? Tao đi làm cả ngày, bây giờ mới về. Mày ở nhà không mua kêu cái gì? Thì đưa tiền đây tôi đi mua cho. Mày nghĩ tao ngu à? Sao mày đi mua xong rồi mày trốn mất tiền sao? Nó không đi mua thì ai đi mua? Nó không đi mua thì mày đi mua. Chả nhẽ tao đi mua à? Tao còn phải nghỉ ngơi, đi làm để trả nợ nữa. Tao cách rồi. Từ nay ý, sẽ có người đi chậm. Mày sang nhà hàng xóm, cái nhà mà ở cuối xóm ấy, gọi cái bà già đấy sang đây cho tao. Mày mà có hàng xóm á, ai dám chơi với mày thế? Bớt cái mồm lại, đi đi. Còn mày ấy, ở đây đợi đi. Mày mà bước chân ra ngoài ấy, cắt chân đấy. Vào đi, đừng có thấp thò nữa.
hôm trước ấy tôi vội nên là không giải quyết được vụ cái áo với bà. Cô ơi, tôi xin cô mà, tôi thân già cũng một mình, không có tiền để đền áo cho cô. Im đi, nếu mà không có tiền ấy thì phải làm việc để trừ nợ, hiểu chưa? Làm gì ạ? Mỗi ngày bà phải đi chợ mang thức ăn về đây. Nhưng mà tôi làm gì có nhiều tiền như thế. Hàng ngày tôi chỉ ăn thức ăn cũ, ôi thiêu của người ta bán rẻ thôi ạ. Nếu mà không có tiền ý, thì đền áo. Còn nếu mà không có áo ý, thì lấy mạng mà đổi áo. Vâng, thế thôi tôi làm việc ạ. Mà còn nữa, chuyện này ý, cấm nói cho ai biết. Làm việc cho nó tử tế, rồi ngậm cái mồm lại, hiểu chưa? Dạ, tôi biết rồi ạ. Bắt đầu từ ngày mai, còn bây giờ ấy, lượn đi. Thông minh thế không biết nữa, tự nhiên lại có hai con người ở. Tôi mang thức ăn đến cho cô. Chú Đào đấy, mang xuống dưới bếp đưa cho con bé ở dưới đấy đi. Mà bà nhớ những gì tôi dặn không đấy, đừng có bét phép những chuyện không phải của mình. Dạ, tôi biết rồi ạ. Cô ta bảo mình mang đồ ăn xuống bếp, mà sao cửa lại khóa thế này nhỉ? Có ai ở trong ấy không? Có ai không? Bác là ai vậy ạ? Sao bác lại ở đây? Cô My bảo tôi mang đồ ăn xuống cho cô, nhưng mà cửa khóa như thế này thì... Bác thử nhìn xem xung quanh có khe cửa nào không ạ? Không có đâu, khe cửa bé lắm, làm sao mà cho qua được. Nhưng mà sao con lại bị nhốt ở trong ý? Không có gì đâu ạ. Thế năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Cô ta cứ nghĩ con gạ gẫm chồng của cô ta, cho nên mới bắt con đến đây để trả nợ. Nghe giọng con thì chắc cũng chạc 23, 24 ấy nhỉ. Bác cũng có một đứa con gái chạc tuổi con, mà bác chả biết nó lớn lên như thế nào. Tại sao ạ? Ngày bác sinh ra nó thì cũng là ngày bố nó qua đời. Một mình bác gồng gánh, vừa nuôi con nhỏ, vừa bố mẹ già. Lúc đó bác chỉ nghĩ phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Chính vì lẽ đó mà bác bị lừa. Ngày bác về Việt Nam, trong tay bác không có gì, cũng không biết con gái là ai, quê quán ở đâu. Con cũng không nhớ mặt mẹ của mình. Hồi nhỏ con sống với bà, bây giờ con chỉ ước muốn là con được gặp mẹ thôi, để con có thể nói với mẹ là con đã rất nhớ mẹ. Bà còn đứng đây làm cái gì? Tôi mang đồ ăn đến, nhưng không có chìa khóa nên tôi đứng đây chờ cô. Tôi quay mắt. Đây, từ nay bà cầm một cái, mở cửa cho nó. Nhưng mà nhớ nhá, chỉ được mang thức ăn thôi, không cho nó ra ngoài, hiểu chưa? Dạ. Tôi mang thức ăn đến cho cô này. Này bà kia, bà làm sao đấy? Dạ không ạ. Nhanh lên. Xong rồi ra ngoài đi.
Bà kia bà muốn chết à? Alo, cô đã chuẩn bị tiền cho tôi chưa? Mang lên đây cho tôi, nhanh. Giám đốc, anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn chứ? Liệu họ có lừa gì chúng ta không? Tôi không quan tâm. Việc quan trọng bây giờ là phải cứu được vợ tôi đã. Anh Nam, anh đã có thông tin gì về vợ tôi chưa? Tôi chưa có thông tin gì cả. Nhưng tôi đã xác định được vợ anh là đi cùng một người đàn ông trước khi biến mất. Hắn ta là ai? Anh có thông tin gì của hắn ta không? Hắn chỉ là một tên xe ôm thôi. Đoạn camera ở đầu đường nhà anh cho thấy hắn đã đưa vợ anh đi theo hướng đến chợ Cóc. Theo những người giúp việc ở xung quanh khu vực nói rằng hắn là người thường xuyên đưa họ đến chợ. Vậy nên, cũng chưa có manh mối nào cụ thể. Chúng tôi sẽ cho người theo dõi hắn khi hắn xuất hiện. Vâng, cảm ơn anh. Mong anh có thể giúp tôi tìm lại được vợ tôi càng sớm càng tốt ạ. Chúng ta là bạn mà, đừng có khách sáo. Tôi sẽ cố gắng hết mình giúp anh tìm thấy Lan Anh. Cảm ơn anh. Con ơi, con dậy đi. Bác mang đồ ăn đến cho con à? Ừ, bác mang đồ ăn cho con. Bác đi chợ, thấy cái bánh này ngon quá, bác mua cho con ăn đi. Con cảm ơn bác. Ngon không? Con bác chắc bây giờ cũng khôn lớn và xinh đẹp như con ấy. Mà cái nhẫn của con đẹp thế, cho bác xem được không? Đây ạ. Bà của con bảo là khi nào mà con lớn, con đeo vừa chiếc nhẫn này thì mẹ con sẽ quay trở về gặp con. Nhưng mà đến tận bây giờ rồi, bà vẫn chưa quay về. Thế con có giận bà ấy không? Con giận chứ. Con rất giận bà ấy. Con giận bà ấy là bởi vì bà ấy bỏ con đi để con một mình, rồi bắt con phải chờ đợi và hy vọng. Thế con có ước mơ gì không? Ngày còn nhỏ, khi mà đi học ấy ạ, con thấy bạn bè bị bố mẹ đánh, rồi bố mẹ trách mắng. Lúc đó con còn có suy nghĩ là mình cảm thấy thật may mắn khi không có bố mẹ. Nhưng mà bây giờ con chỉ có một ước mơ duy nhất thôi, là con cũng mong muốn được bố mẹ đánh mình một cái. Tại sao? Thì đó là chuyện bình thường mà. Nhưng mà đáng tiếc, cái chuyện bình thường đấy con sẽ không bao giờ có được. Và con còn giận một điều nữa là đến tận bây giờ con không biết là bà ấy có còn sống hay không, Và bà ấy có còn nhớ con nữa hay không. Mẹ con sẽ quay trở về. Bác tin như thế, và con cũng phải tin như thế nhá. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, là mẹ con luôn nhớ và yêu thương con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi, đừng giận mẹ con nhá. Mẹ sẽ quay về sớm thôi. Mẹ sẽ thay bố chăm sóc cho con, chờ mẹ. Chờ mẹ nhé, Lan Anh. Sao rồi? Bọn chúng vẫn chưa liên lạc đòi tiền à? Bọn chúng vẫn chưa liên lạc lại. Số điện thoại cũ gọi điện thì bị thuê bao. Tôi đã điều tra rồi. Có một bọn buôn người sang biên giới. Trong số những người được bộ đội biên phòng trả lại thì có một người giật chồng vợ của anh. Đây đây, anh xem đi. Bức ảnh trong Ni được chụp từ năm 2000, tính đến thời điểm Ni là 23 năm.
Giống quá. Người trong ảnh ấy là bà Lê Kim Hà, sinh năm 1975. Bà ấy ngày xưa vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng lại mất đúng vào lúc bà ấy sinh con. Thế là bà ấy phải lên thành phố để kiếm tiền. Vì nhè ra cả tin, thế là bị bọn buôn người lừa rồi bán cho một sòng bạc chui. Thế bây giờ có biết bà ấy đang ở đâu không? Bà ấy không nhớ địa chỉ, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân gì cả. Nhưng mà bà ấy được một người cùng bỏ trốn ở sòng bạc ấy, đưa về nhà. Nghe đâu ấy, cách Hà Nội 150 cây. Thế bây giờ cậu có thể giúp tôi đến gặp bà ấy được không? Được chứ. Anh đợi tôi về sắp xếp lại công việc rồi tôi đi cùng anh. Này Cường, cậu có chắc là ở đây không? Theo thông tin của tôi ấy, thì chắc chắn là ở ngôi làng ni. Ê, anh Chi, anh cho tôi hỏi một chút là ở xung quanh ni ấy, có bà nào tên là bà Lán không? Này, người đó là người bảo lãnh cho bà à? Đúng thế. Trong số những người ấy, mà bỏ trốn về Việt Nam năm đó ấy, có hai người con gái. Bà Hà thì không được minh mẫn lắm, cho nên bà Lan ấy, bà mới bảo bảo lãnh cho về nhà bà ấy cùng. Hay là hai anh em mình vào trong kia dò hỏi xem như thế nào đi. Đi thôi. Làng này vắng vẻ quá nhỉ. Đi miết mà chả gặp ai mà. Ê, anh ấy, anh cho tôi hỏi là anh có biết bà Lan không? Bác ơi, bác cho con hỏi một chút ạ. Ở làng mình có ai tên là Lan không ạ? Lan? Mà các cậu hỏi bà ấy có chuyện gì? Dạ, bọn con có chút chuyện cần bàn với bà Lan ạ. Bà ấy mất cách đây 4 tháng rồi. Thế chứng tỏ là làng mình có người tên là Lan đúng không ạ? Tại sao lúc nãy con đi qua đây, con hỏi ai mọi người đều bảo không biết ạ? Ở đây người ta quen gọi bà ấy là bà Hai Mì, chứ không ai biết tên thật của bà ấy đâu. Hai Mì? Rắn gọi Hai Mì bác? Vì bà ấy là chủ một cửa hàng nông sản lớn nhất cái vùng này, nên người ta quen gọi bà ấy cái tên như thế. Nhưng mà bà ấy mất rồi. Bà có biết nhà bà ấy ở đâu không? Người thân? Bà ấy còn người thân không ạ? Không có đâu. Bà ấy không có chồng, cũng chẳng có con. Mà các cậu quan hệ thế nào với bà ấy? Tụi con nghe tin về cửa hàng của bà ấy, nên là tụi con muốn đến nhập nông sản thôi. Tụi con không biết là bà ấy mất rồi. Bà ấy mất rồi, cửa hàng cũng đóng cửa. Chắc các cậu phải đi cửa hàng khác thôi. Dạ, cảm ơn bác ạ. Phen này đúng là công cốc rồi. Bên kia sắp cho người sang nhận người rồi đấy. Nhanh mà tập nó đi, để đây tao sợ lắm. Yên tâm, sắp có tiền trả nợ rồi. Mà sau vụ này ấy, mày kiếm thêm mấy con hàng nữa, tranh thủ làm giàu đi. Có một đứa mà tao đã sợ xón ra quần rồi, bây giờ thêm mấy đứa nữa, làm sao mà làm được. Muốn giàu ấy thì phải liều chứ, liều ăn nhiều. Tao không muốn quay lại nhà tù đâu. Này, gỡ mồm vừa thôi, ăn nói đàng hoàng vào, đừng có để người ta nghe thấy. Vụ này ấy, cứ để tao lo. Mày muốn làm gì thì làm, chết đừng có mà lôi tao vào. Nhát chết đi rồi. Dưới đấy. Nhưng mà đây chẳng phải là địa bàn của cô ta hay sao ạ? Nếu như bây giờ mà con và bác cùng bỏ trốn ý, chắc chắn cô ta không để yên cho bác đâu. Con đừng lo, phải nghe bác, chúng ta phải trốn, không ở đây được đâu. Trên đường đi ý, bất cứ có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không được đứng lại, không nhìn, không nghe thấy gì hết, được chứ? Nhưng mà thì liệu bác có đi cùng con không? Có, dĩ nhiên là có rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi.
tôi nói với bà như nào. Đừng có xía vào chuyện người khác. Nhưng mà hình như là bà không cần mạng của mình nữa đúng không? Cô My, chúng tôi nhịn cô đủ rồi. Cô đừng có mà vô lý như vậy nữa. Chúng tôi chẳng làm gì cô mà cô bắt ra chúng tôi. Bắt chúng tôi phải hầu hạ cô như vậy được. Mày thích già mồm à? Nói cho mày biết nhá, ngày hôm nay ấy, mày mà đi thì bà ta phải chết thay mày. Mày hiểu chưa? Cô muốn gì? Tao muốn tiền. Tao muốn cực kỳ nhiều tiền. Một ý là mày ở đây tiếp tục hầu hạ tao. Hai ý, đưa tiền này. Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa cho cô. Với điều kiện cô không được làm gì mắc ấy. 500 triệu. 500 triệu? Tôi lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy mà đưa cho cô chứ? Chồng mày là giám đốc cơ mà. Mày thiếu gì tiền? Cái tiền đấy có đáng là bao nhiêu đâu, đúng không? Được rồi. Tôi sẽ ở lại hầu hạ cho cô. Thả bà ấy ra. Lan Anh, con đừng nghe lời cô ý. Con đi khỏi đây đi. Con kệ bác. Chạy đi con. Con hãy chạy đi. Không được. Con không thể để bác ở đây được. Con chạy đi. Con cứ kệ mẹ mà. Đấy có thể là điều duy nhất mẹ làm cho con. Con nên chạy đi. Mẹ. Mẹ là mẹ của con. Mẹ chính là mẹ của con đây. Vết bớt ở trên cổ con mẹ đã nhìn thấy. Mẹ xin con, hãy để cho mẹ làm một điều gì đó cho con mới được không? Lan này, con chạy đi, kệ mẹ. Con bỏ ra. Con nhất định sẽ quay lại cứu mẹ. Chờ con nhá. Tao nói cho mày biết nhá. Mày mà dám đi ấy, bà ta phải chết thay mày đấy. Cô bỏ bà ấy ra. Tôi sẽ thay bà ấy. Mẹ sinh ra con đã là một món quà rồi. Lúc trước con chỉ mơ ước được gặp mẹ thôi. Bây giờ con được thấy mẹ rồi, con chẳng có mong cầu gì hơn nữa. Lần anh, con gái của mẹ. Này, thôi cái vở kịch này đi không? Hả? Bác ơi, bác làm sao đây ạ? Cậu ơi, cứu con gái tôi với. Bác, con gái bác làm sao ạ? Cứu con gái tôi với. Con danh này, mày dám chống lại tao à hả? Mày ấy, mày cứ liệu hồn mày nghe chưa? Cái gì đây? Tao bây giờ mày về. Mày có biết bọn nó định bỏ trốn không? Đi tìm bà già cái về nhanh lên. Nếu không ấy, chết cả lúc đấy. Lên anh! Lan Anh, em có làm sao không? Hả? Xem ra bữa ní không vội ích rồi. Các người sẽ phải trả giá về những gì đã làm với bọn tôi. Các người sẽ không thoát đâu. Mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi. Mẹ sẽ không bỏ con nữa đâu.